Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Lào. Thủ tướng Chính phủ Lào đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Cũng trong sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới đặt vòng hoa tại Đài Liệt sĩ Vô danh Lào, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Lào, cũng như góp phần bảo vệ nền độc lập tự do và thống nhất đất nước của Việt Nam.